Xin chào các bác. Hôm nay em tiếp tục bán cái kiếm phan chí lá sần. Đấy, phan chí lá sần là một cái dòng cây lá khuyết. Loại này rất là hay, chơi rất là bền vững các bạn. Đấy, cái này em hiện nay em đang có đây. Có cái hai thân này. Hai thân già. Hai thân già nhưng vẫn đẻ bình thường các bạn. Đây, mà lá 4 5 cm cơ. Đấy. Chuẩn phan chí sần luôn các bạn. Phan chí thì lá nó rất to, rất dày. Có thể loại đứng top 1 trong những độ dày lá và bản lá to. Nó to nhưng nó không quá dài, nó ngắn ngắn đẹp đẹp thôi. Đây em có cái hướng này là 6 triệu này. Cái hướng hai thân già này 6 triệu. Còn cái hướng này là 5 triệu. Ngoài ra thì anh em còn có vàng tây linh. Đây kiếm vàng tây linh đó. Kiếm vàng tây linh này thì em bán là đây, có hướng này. Em bán 1,8 triệu một thân. Hai hướng này đều là 3,5 triệu. Đấy. Hai hướng tơ này 3 triệu. Đấy, 3,5 triệu. Thôi hai hướng tơ là 3,5 triệu các bạn. Còn hai hướng già này em tính 3 triệu các bác nhá. Hai hướng già này, hai hướng non hơn. Đấy. Cái này có một cái mầm gốc bị chuột nó ăn này. Đấy em tính 3,5 triệu các bạn. Có lãi cả cái mầm này không chết đâu. Vẫn đẻ con là phát triển như bình thường. Thế là kiếm vàng tây linh. Đấy, ngoài ra em vẫn có em có một cái thân semi coco này. Nó không được đẹp lắm. Già rồi. Có lấy 200 một thân này thôi. Có về làm giống semi coco. Còn bên này vẫn là cái cây cánh bầu lưỡi hồng. Cái lá nó dựng luôn đi. Cánh bầu lưỡi hồng đây em còn một chậu một thân này. Thôi cái chậu này em tính 600 bởi vì nó lỗ một lá. Đây cánh bầu lưỡi hồng, một mẹ đẻ con này các bác. Đấy. Tính cho bác 600 thôi các bác nhé. Còn những cái thân này bình thường em vẫn bán 700 một thân. Đây. Đấy, cây này là cây cánh bầu lưỡi hồng. Hoa nó đẹp như vàng tây linh ấy, mà giá nó rẻ hơn. Còn đây là trắng tuyết ngọc. Trắng tuyết ngọc em vẫn bán là 600 một thân. Một mẹ một con là 700. Đấy là kiếm trắng tuyết ngọc. Còn đây là vàng cánh bầu Hải Phòng. Vàng cánh bầu Hải Phòng thì giá nó cũng đơn giản thôi, có 350 một thân. Như chậu này hai thân này. Chậu này hai thân em bán 700. Hai thân một mầm em tính 700 thôi. Đấy. Đây tuyết ngọc em đang trồng đấy các bạn. Đây phát triển khá là ok. Còn vàng cánh bầu Hải Phòng thì 350 một thân các bác nhá. Đây. Rất nhiều luôn. Các chiều này em tách ra để trồng hoàn thành từng chậu thì nó dễ hơn. Nó sẽ đẻ nhiều hơn. Còn cây đây có một cây ánh hồng Thái Nguyên này, bây giờ đẻ được con này. Cái này 1 triệu nhá các bác nhá. Ánh hồng Thái Nguyên. Một dòng lô hội gọi là to, thân to khủng khiếp và nó có một cái ánh hồng. Đấy, những dòng lô hội của Thái Nguyên bản lá luôn luôn so với các cái cây lô hội khác là cũng to hơn. Kể cả cây trắng cánh bầu Thái Nguyên là thân to nhất. Còn bên này là xanh thái bán là 600 một chậu. Bên này là vàng Myanmar nhưng mà lá nó sần. Bác nào lấy 3 thân này em tính nó mắc 500. Đấy 500 3 thân này. Tuyết ngọc thì em rất nhiều đây. Tuyết ngọc thì em rất nhiều luôn. Lá tuyết ngọc nó nhỏ, mượt mà mềm mại. Bên này thì em có, đây em còn đúng một chậu xanh Huế này thôi, hết rồi các bạn. Chậu xanh Huế này nó lá nó dài quá, thì cắt bớt đi. Em bán duy nhất chậu xanh Huế này là 20 triệu. Đấy, hai thân. Thân rất to các bạn. Bản lá thân to khủng như này thì về nó sẽ có lực khỏe để đẻ. Kiếm thì nó so vào thân thủ to, lá to thì nó đắt. Còn thân thủ nhỏ, lá nhỏ thì nó rẻ. Đấy là kiếm. Cái này có hoa rồi. Ngồng hoa, ngon lành rồi. Đấy. Đây là vàng cánh chim. Cánh chim thì 450 một thân. Chắc là chiều em tách ra em trồng hết rồi. Bên này em còn một cây kiếm. Một cây kiếm lá biên. Đây. Cây kiếm lá biên nó bị lỗi cái lá này. Đây. Cây kiếm lá biên này hiện nay nó đã đẻ con rồi các bạn. Đây. Nó đã đẻ được một mầm rồi. Đấy, lá biên là cây lá nó đây này. Đấy các bạn. Nó biên. Đấy. Kiếm này chậu này em bán là 700.000. Đấy, em còn đúng duy nhất chậu này thôi. Còn đây là cánh bầu lưỡi hồng Hải Phòng đây. Đấy, chậu này hai thân 800. Đấy, cánh bầu lưỡi hồng. Cánh bầu lưỡi hồng rất hay bị dẹp ăn, không biết là thân lá nó ngọt hay sao ạ. em thấy thế. Đây cái kiếm số 3. Vũ lữ thì em vẫn bán 50.000 một khóm các bác nhá. Đây. Cứ 50.000 một chậu vũ lữ. Có thích em gửi chậm thì gửi, không thì em chuyển phát nhanh. À không thì em nhổ ra em chuyển phát nhanh. Bên ngoài này thì toàn bộ là cát lai a,
đấy, cá lè A nhà em đấy. Còn đây là, đây là phi điệp này. Phi điệp thì nhà em nhiều, đây nguyên cái chậu này. Chậu này em bán 1,4 triệu này, đấy, to lắm. Giá chỉ có 1,4 triệu thôi. Còn đây cũng là phi điệp này, đấy. Phi điệp nhà em cũng nhiều. Đây. Còn cát, cát thì em bán 120 các bác nhé, đây, 120.000 một chậu cát. Đây có một chậu kiếm lô hội nguyên bản này, 70.000 đấy các bác. Bác nào lấy bảo em nhé, giá chỉ 70.000 đấy, nguyên bản luôn. Bác nào lấy chậu kiếm nguyên bản em tặng cho các giò kiều này này, giò kiều này em chán không chơi, tặng các bác luôn. Đấy. Giò phi điệp kia là một, tôi tính nó bao 1 triệu thôi. Đây hai giò cáo này các bác lấy thì em tính là 120 chậu là nhé. Đấy nếu các bác lấy hai giò nhưng mà gần nữa em gửi xe, 100.000 được hai chậu. Đấy còn một giò kiếm một giò kiều kia là cũng 100.000 hai chậu. Đấy combo thế cho nó nhanh. Còn bên này là cáo, ôi giò này tính 150 này, bán thể rẻ 150 giò này. Còn trâu này thì em bán 150 này, tai trâu Thái. Ngoài này thì em có 5 cánh trắng họng hồng. Đây, chậu này đẹp mà có 70.000 nếu này. Đấy, 5 cánh trắng họng hồng, hàng ươm ki. Còn bên này là cây trầm biên vàng, trầm biên vàng 100.000. Đấy, đấy là trầm biên vàng. Còn đây là cây siêu trầm, siêu trầm em bán là 70.000. Phi điệp trắng đài, ôi phi điệp trắng đài em bán là 80.000 thôi, 80.000 một chậu phi điệp trắng đài. Đấy, còn đấy một số cây họng hồng này. Bên này thì chủ yếu là kiếm gieo hạt của em. Đây có một cây kiếm vàng thơm Lào này. À thôi vàng thơm Lào làm giống ấy. Đây là vị hoàng sần với cả vàng cánh bầu Hải Phòng. Đang ra rễ bắt đầu đẻ. Vàng cánh bầu Hải Phòng là dễ sống nhất. Đấy những cái dòng kiếm phan trí gieo hạt của em này, cây đẹp không bác? Đấy. Giá rẻ có 80.000 một cây thôi. Xanh Huế thì 70.000. Đây có một thân vị hoàng. Vị hoàng này thì để trồng. Không có. Con nó cũng sần các bác. Tưởng con nó láng rồi tốt, cứ để lớn lên tí nữa xem. Đấy vàng cánh bầu nhà em đây, đây. Cái này là tuyết ngọc này. Kiếm mùa này đang đẻ rất là dữ các bác, đẻ rất mạnh. Mùa này kiếm nó cũng nhận nó đẻ khỏe thật. Đây, đây kiếm trắng tuyết ngọc em nọ em trồng bây giờ dễ ổn định hết rồi, nhanh nhắm. Cái này đây, đây. Có chậu tuyết ngọc này. Đấy các bác. Cái này hơi cứng rồi. Nó sợ. Hoa quai trắng thì em bán 150 các bác nhá. Đây. 150 là được một chậu hoa quai trắng như này. Em trồng bằng vỏ thông nhập khẩu với cả rêu sâu. Đấy, toàn vỏ giá thể đắt tiền thôi. Còn đây là kiếm kiếm Thái gieo hạt em bán 120 một chậu. Bây giờ bên này là chủ yếu các loại kiếm. Đây còn có một chậu phan trí này. Chậu phan trí nhưng mà lá nó xấu quá, trời loe hết. Thôi cứ để đấy thôi. Trầm dòng đỏ thì bán 120 một cốc nhá. Đây. Thanh trầm dòng đỏ này các bác này, 120 một cốc thôi. Đấy trầm dòng đỏ. Khu này của em thì có đùi gà nguyên bản. Đùi gà nguyên bản em bán là 400 một giò. Còn đây huyết nhung vàng, cái này 100. Đây có khóm phi điệp này. Bán rẻ cho các bác này. Khóm phi điệp nó bán là 150 này. Đấy các bác nào lấy thêm nhổ cả khóm em gửi cho. Đấy có khóm này em bán 150 này. Hai khóm này em để lại, đấy khóm này 150 này, khóm này. Đấy lá nhựa đẹp này, 150 các bác nhá. Phi điệp tím Bắc Cạn. Còn ki phi điệp. Ki phi điệp thì nhà em nhiều các bác. Đấy ki phi điệp này. Ki phi điệp Bắc Cạn này 15.000 một ki. Các bác lấy bao nhiêu cũng có các bác nhá. Đấy. 15.000 một chậu ki phi điệp Bắc Cạn. Đấy số lượng bao nhiêu cũng có. Đấy, còn đây có mấy khóm phi điệp chắc em để trồng. Đây là hạc vĩ trắng, hạc vĩ trắng thì em bán là 250. Ở đây có hai cái kiến xanh sạch này các bác này. Đấy, kiến phi điệp Bắc Cạn này.
Bác nào mua em bán là 300 một kiến xanh sạch. Đấy. Kiến xanh sạch có 2 cái, 300 một cái. Còn bên này thì là bên này có một chậu xanh Huế lá sần này. Bác nào mua em bán 2 triệu này, đấy, nó xấu xấu này. Xanh Huế lá sần này. Còn chậu xanh Huế kia là 20 triệu các bác. Bên này là kiếm thái hoa vàng 300 một thân. Còn đây là vàng cánh bầu Hải Phòng. Bên này là xanh thái lá sần 200 một chậu đây. Cứ 200 một chậu. Em đang bán phân chùn quế nha em. Phân chùn quế nha em bán 25.000 một cân các bác nhá. Phân chùn quế rất là lành, an toàn cho cây. Đấy, còn đây là kiếm tiên vũ rừng 80.000 à 220 một cân. Đấy, còn đây trong này là phi được gieo hạt, kiếm phi được gieo hạt. Tổ quạ 15.000 một cây. Phan chí gieo hạt 80.000 một cốc. Xanh Huế là 70.000, vàng Quảng Bình là 70.000. Đấy, còn đây là mắt nai Hòa Bình 90.000 một khóm đây. Mắt nai Hòa Bình là cây xanh sạch đẹp này các bác này. Mềm lắm. Đấy, đây là kiếm. À, có một giò Vanda này, 50.000 này. Bác nào lấy bảo em này. Vanda nguyên bản này, giò này có 50.000 thôi. Đấy, bác nào lấy liên hệ em nhé. Đùi gà giò này 400. Nó đùi gà 400. Được không cả các bác?